Thật sự tình không biết là em bị bắt chung với Bảo. Cũng may là người của chú đã cứu em kịp thời. Anh thật sự không ngờ Quyệt lại đối xử với em như vậy. Chắc xuất viện rồi, em sẽ đi tìm chỗ khác ở, xa thành phố một chút. Dương à, em yên tâm đi, đã có anh ở đây, nhất định anh sẽ không cho bất kỳ ai làm hại em nữa. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về anh và em. Anh Bách, Em nghe anh nói nè, lúc xưa anh cứ nghĩ Nguyệt là em, cho nên anh đã bỏ mặc không quan tâm tới em. Em cũng biết là người anh yêu từ lúc nhỏ tới giờ vẫn là một mình em mà. Em đã ly dị với Nam và em không thể nào trở lại với Bảo được. Em à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh được không nha? Để một thời gian nữa thôi, mình sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. anh Mát à, anh đừng có như vậy mà. Em chỉ coi anh như người anh thôi. Lúc nhỏ cũng như vậy và bây giờ cũng vậy. Em trả lời cho anh biết đi, anh có điểm gì không bằng thằng Bảo mà em không chọn anh lại đi chọn thằng Bảo chứ? Không phải đâu anh, bây giờ em không còn yêu anh Bảo nữa. Anh rất tốt, chỉ là có những thứ cảm giác không thể nào thay đổi được thôi. Anh lúc nào cũng như người anh trai tốt của em. Em không muốn tụi mình đánh mất đi tình cảm tốt đẹp này. Đúng là không có ai yêu anh hết. Không phải đâu, chỉ là anh Bách chưa gặp được thôi. Anh Bách là người tốt, lại là người thành đạt nữa. Em tin anh sẽ tìm được tình yêu của mình. Cũng tối rồi, anh Bách đi về nghỉ đi. Anh đi làm cả ngày rồi còn gì. Có gì cần em cứ gọi điện cho anh nghe. Dạ.